Đây là căn nhà mình mới xem xong đấy cô chú bác. Đây là cái địa chỉ, cái giá tiền là 1.428.000 cô chú bác nhé. Và đây là cái nhà này là coi như là 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Cái diện tích ở là 1.818 square feet. Build năm cái lot size là 7.209 square feet này. Hai xe garage, build năm 1965 cô chú bác. Và đây là cái người đại diện bán căn nhà này nha. Đây, mình đang có mặt tại thành phố Fountain Valley. Hôm nay mình cùng cô chú bác đi vào xem căn nhà tại thành phố Fountain Valley cô chú bác nha. Căn nhà này thì mình nhìn thấy có hai xe garage. Phải nói là ở trước là cái thảm giả nha. Và căn nhà này theo mình nghĩ thì khi mình nhìn lướt qua là mình nghĩ căn nhà này người ta đã remodel lại hết trơn rồi. Cho nên nhìn cái không gian ở trước mặt nhà rất là đẹp luôn cô chú bác. Để thôi đi vào trong đó với mình nhé. Cái này cỏ dạ hết cô chú bác nhé. Cho nên nhìn thấy coi như xanh tươi mát mắt luôn. Đây là cái không gian trước căn nhà. Căn nhà này thì có hai xe garage. Giờ đi vào trong này. Thấy cái nhà này là cái cửa double door nhé. Ở trước này người ta có đổ xi măng để mà bỏ hai cái ghế ngồi hóng mát ở trước nhà này. Nhà này là mình nghĩ là người ta trang trí để bán đó cô chú bác, chứ không có ai ở đây. Đây là cái bàn ăn, có cái cửa slide door đi ra phía sau. Ở đây có fireplace. So what's not included is the washer, dryer, and the Tesla charger. Yeah, I let them know, but I'm still Okay. Sạch sẽ lắm cô chú bác nhé. Ôi, mình nghĩ cái nhà này còn người ở cô chú bác, vì nhìn thấy những cái đồ dùng trong này này, chắc có lẽ là còn người ở đó. Phòng này là cái phòng người ta set up computer. Chắc cái phòng master của chú bác. À, còn người ở cho nên mình thấy còn áo quần rồi nhé. Đây là cái bathroom của cái master của chú bác. Đây là cái phòng closet, walk-in closet. Phòng này có cái sổ nhìn ra phía trước nhà này. Đó, thêm một cái phòng ngủ nữa nhé. Đây là không gian phía sau của cái nhà này, là trước sau gì người ta cũng để thảm giả hết nhé. Cỏ dạ chứ mình cứ lộn là thảm dạ, cỏ dạ của chú bác. Và sau này thì mình nhìn thấy rất là gọn gàng. Căn nhà này người ta đã làm hết 100% luôn rồi cô chú bác. À, cái chỗ này là cái lối đi bên hông này. Wow, nhà này cũng cái máy lạnh mới luôn cô chú bác nhé. Người ta sơn lại hết từ trong ra ngoài, từ ngoài vô trong luôn á. Cái sân vườn ở sau cũng đẹp. Cái nhà này người ta chưa có trồng lại cây cối cô chú bác. Đất ở sau này thì cũng rộng rãi nè, mấy cái chỗ này mình về mình trồng cây là căn nhà nó đẹp lên cô chú bác này. Cái thảm này thì cái cỏ này thì để làm cho cái nhà nó mát, nó nhìn nó xanh tươi luôn. Ở đây cũng có một cái mái khỏi không gian người ta đã làm mái rồi nè, cũng rất là sạch sẽ và đẹp luôn. Có cái lối đi bên hông cũng rộng rãi cô chú bác này. Đây, người ta sơn lại hoàn toàn cái căn nhà này, sơn lại hết luôn rồi đó. Nhà này thì nó đối diện với trường học của chú bác nhé.
đối diện với trường học, nhưng điều cái chỗ này không phải là cái trước mặt trường học, cho nên nó cũng đậu, cho nên nó cũng không đến nỗi gì mà bị traffic những cái lúc học sinh tan học đâu các bạn. Cho nên Fountain Valley là một cái nơi chỗ đậu xe rất là nhiều và rất là yên tĩnh luôn các bác nhé. Nhà Fountain Valley, cái căn nhà này có 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Cái diện tích ở là 1818 square feet. Đất là 7209 square feet, 2 xe garage, build năm 1965 cô chú bác. Căn nhà này nếu mà nói để mình nói về cái giá trước, giá là 1.428.000. Cái giá căn nhà này là theo mình ấy, nhận xét là đúng giá đó cô chú bác. Đúng giá với người ta bỏ lên làm cái list của căn nhà này. Là vì mình nói là căn nhà này 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, nhưng điều căn nhà này là hiện tại giờ là có người đang ở trong nha. Bây giờ người ta bán, nhưng được căn nhà này, cái gia đình này mà ở căn nhà này là mình thấy là một cái gia đình ở căn nhà này, người ta rất 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 là kỹ và chăm sóc căn nhà rất là perfect luôn. Nhìn trước nhìn sau, khi mình nghĩ chắc có lẽ là khi mà trước khi mà người ta bỏ căn nhà ra bán á, thì người ta đã sơn lại hết từ trong ra ngoài luôn rồi để cho cái căn nhà nó bắt mắt hơn. Và cái căn nhà này á, khi mà mới nhìn vào với cô chú bác là đa số là mình nghĩ chắc có lẽ ai cũng vấp giống như mình, là khi chưa đi vô những cái phòng ngủ, mình chưa đi vô sâu vào á, là mình mới bước vô căn nhà là mình đa số là nghĩ là căn nhà này giống như là cho mướn Airbnb hoặc là nhà người ta coi như là flip lại, remodel lại để mà rồi mua những cái mướn những cái đồ furniture, giường tủ rồi bàn ghế để bỏ vào để mà làm cho căn nhà nó đẹp lộng lẫy hơn để mà trước khi mà đi ra thị trường để bán cho khách đó cô chú bác. Nhưng cái đó là sai. Căn nhà này thì theo mình nghĩ là người ta ở rất sạch sẽ và người ta cũng không có sắm nhiều đồ, người ta gọi là vừa đủ thôi, cho nên nhìn cái căn nhà nó rất là thoáng, nhìn căn nhà rất là nó open đó. Thì căn nhà này á, là không cần phải sửa sang gì hết, nếu đặt trường hợp mà thích căn nhà này thì có mua vào ở thôi. Nhưng cái căn nhà này thì theo mình nghĩ á, là nếu đặt trường hợp mà trả giới cái giá này thì không thể nào mua được đâu. Có thể là cái nhà này nếu mà có nhiều người thích là người ta có thể mua tới là 1.500.000 đó cô chú bác. Nhưng điều nếu mà mình thích căn nhà này, mình muốn đi tới thì mình phải nói thực với là cái người cầm bảng luôn, là mình thích căn nhà này, mình muốn mua căn nhà này, nếu mà muốn tới tay thì mình phải trả bao nhiêu và như thế nào. Nếu mà đặt trường hợp mình cảm thấy cái giá cả người ta bật mí cho mình thì mình cũng theo dõi cái đó và mình để ý cái đó để mà mình có thể là người ta có thể hiểu mình là mình có interest với căn nhà này không, mình thích căn nhà chính thức là thích căn nhà này không, là người ta sẽ trả lời thật với mình luôn là cô chú bác nha. Đó là cái mẹo về mua bán nhà. Còn đặt trường hợp mà mình cứ lơi thì người ta cũng không có bận tâm tới mình đâu đó. Vì mình biết căn nhà này đi rất nhanh. Và đồng thời để mình chia sẻ thêm một chút xíu nữa, nói về cái vấn đề tại sao là mình nói cái căn nhà này là 1.428.000 là có người mua có thể hơn và cái giá đó. Là vì sao? Là vì giờ trừ mà đi mua một cái nhà mà cỡ 1.300.000, 1.400.000 ở đây á, thì theo mình nghĩ là vô trong căn nhà đó mình phải sửa thêm 150.000 nữa thì mới cái nhà mình vô ở được và hoàn hảo. Còn đây căn nhà này là phải nói tất cả những cái đồ đạc trong nhà là mình nhìn qua, mình lướt qua là mình thấy tất cả đồ đạc đều good, điều tốt và không cần phải thay, không cần phải sửa, không cần phải cái gì hết. Cái bếp da mà 7.200 là cái bếp da là thuộc nó gọi là ok á cô chú bác nha. Đó, thường mình mua nhà mà cái square feet đất là 7.200 là đất là thuộc về lớn á, mà còn cái nhà này nó rất rất là wide luôn, nó rất là open luôn, mà cái sân trước nó rất là thoáng luôn cô chú bác nha. Cái sân trước sân sau và phải nói là không chê cái nào. Cái nhà này nếu mà đặt trường hợp mình theo mình nhận xét á, mình đi từ trước vô trong nhà mà đi ra phía sau luôn là mình đều cảm thấy là hoàn hảo, thậm chí đi vô trong gara luôn các bác. Trong gara người ta giữ rất là sạch sẽ luôn và người ta coi như là rất là ngăn nắp về tất cả mà bố trí những cái đồ đạc, mình thấy rất là ngăn nắp luôn. Cho nên căn nhà này những ai mà không biết sửa nhà, những ai mà thích vô mua căn nhà là ở liền chứ không cần phải sửa sang gì hết, thì căn nhà này đúng là cái căn nhà của những người đang đi kiếm mua không cần sửa cô chú bác. Thì
để có những cái mái này hình như mấy gạch đó. Cái mái cũng ok chứ bác. Cái shape của căn nhà này rất là dễ coi luôn. Và trước cái mặt căn nhà này mình giống như cô chú bác nhìn xem cái video mình quay đó, trước cái căn nhà nhìn rất là mến, rất nói tóm lại căn nhà nhìn rất là dễ mến với căn nhà này đó. Và trong những cái phòng giống như mình nói, trong cái full bath nó cũng rộng rãi, trong cái master cũng là có walk in closet, rồi có cái full bath nó cũng rất là rộng rãi luôn đó. Rồi trong cái master cái không gian người ta làm cũng vừa vặn, rồi rất là ok cô chú bác nha. Rồi nhà này thì người ta để hai phòng khách, mình thấy có hai cái phòng khách mà phòng khách nào cũng tương đối là ok, tương đối là ok. Còn ngay cái chỗ phòng bếp thì nó có một cái phòng, một cái bàn ăn, thì cái đó là nhìn ra phía sau được. Mà cái căn nhà này cũng có một cái hay nữa là người ta đã làm một cái dàn mái ở phía sau rồi, rất là còn mới luôn. Cho nên mình nói căn nhà này những nó hợp là cho những người mà đang đi kiếm nhà, mà coi như thành phố Fountain Valley mà không cần phải sửa lại, chỉ cần mua xong bắt đầu dọn vô ở thôi. Đó là chính xác là căn nhà này của chú bác. Từ đây mà chạy ra ngoài Phước Lộc Thọ của mình á, thì khu Việt Nam mình chỉ có là 10-12 phút thôi cô chú bác. Đó, cỡ 10-12 phút, nó cũng nằm gần freeway 405, nó cũng cái khu vực này cũng rất là tiện của chú bác. Ra ngoài cái chỗ đường Brockwood này là coi như là đồ ăn, đồ uống, đồ Việt, đồ Hàn Quốc, đồ Nhật gì cũng có hết. Cho nên cái địa điểm của căn nhà này rất là tuyệt vời, nằm tại thành phố Fountain Valley. Ở đây đi ra biển cũng cỡ theo mình nghĩ chắc có lẽ là dưới 15 phút, 12-15 phút cô chú bác nha. Căn nhà này mình thấy xi măng nó đổ cũng còn mới lắm, nó rất là còn mới tinh luôn á, cả trước cả sau luôn cô chú bác nha. Với là cái nhà này người ta cũng giữ cho sạch sẽ, cho nên làm cho cái căn nhà nó khi mình vào coi thì mình cảm thấy nó thích hơn. Rồi thôi, mình chia sẻ đến cho cô chú bác những cái ngày cuối tuần nói về những cái căn nhà tại khu Bosa. Thì không biết sau căn nhà này thì mình còn đi căn nhà nào nữa không, tại vì hiện tại giờ khi mà mình đi tìm những cái căn nhà để quay và chia sẻ đến cho cô chú bác á, là mình đều tìm những cái căn nhà mà nó rất là hợp lý cho cái người Việt của mình, chứ mình không có đi quay những căn nhà, tại vì khi mà mình nhìn ra được cái căn nhà đó rất hợp lý cho cô chú bác và anh chị em đang tìm kiếm á, là mình đến ngay. Và nếu mình kiếm ra được là mình đến ngay để mình quay, để mình chia sẻ đến cô chú bác. Mình rất là nôn về cái đó, và mình cũng lùng rất là nhiều những cái căn nhà nó phải hợp lý, thì lúc đó mình mới quay, mình mới chia sẻ, chứ còn không thì mình không có đi quay mất công đó. Cho nên mình nói là những ngày cuối tuần là coi như là những cái ngày mà riêng để mình đi quay nhà để chia sẻ, vì mình biết được là rất nhiều cô chú bác và anh chị em đang trông chờ những cái video nói về nhà của mình vào những cái ngày cuối tuần. Thực sự mà nói là sáng hôm nay mình đi hai căn nhà, một căn thì mình đi tại thành phố Westminster, còn xong căn Westminster đó thì mình đi qua căn Fountain Valley liền. Thì căn Westminster thì mình cũng gặp một số cô chú bác và anh chị em đã xem video của mình nói về nhà, thì cũng gặp cũng rất là vui, rất là mến. Và qua tới Fountain Valley thì mình cũng gặp cái người agent và cái dẫn không biết agent hay là trong một gia đình như thế nào đó, mình cũng không có hỏi rõ, thì cũng cô cũng biết mình. Cảm ơn cô nhiều đã lâu nay đã tiếp tục và theo dõi những cái video của Hoàng Family TV ra. Gặp cô cũng rất là mến, mà gặp cô thì cô cũng rất là vui, mà mình cũng rất là mừng. Cho nên cảm ơn gia đình cô rất nhiều đã tiếp tục ủng hộ và xem kênh của Hoàng Family TV. Thôi, mình xin dừng video tại đây. Mình chúc tất cả cô chú bác và anh chị em một ngày cuối tuần rất là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Và hẹn gặp lại cô chú bác và anh chị em video tiếp theo. Không biết nhà hay là đi ăn uống hay là những cái nhà mới mở ra. Để thôi, xin chào cô chú bác nhé.